Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, đến nay các đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công đại hội. Để các đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp là cả một quá trình nỗ lực của tập thể, sự chuẩn bị chu đáo của ban chấp hành đảng bộ xã phường nhiệm kỳ trước và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban thường vụ tỉnh ủy. Sự thành công của đại hội cấp cơ sở tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giúp cho cấp ủy đảng trong tỉnh Quảng Trị có thêm cơ sở và kinh nghiệm, tạo tiền đề cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp sắp tới. Và đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Nhìn lại đại hội đảng cấp cơ sở tại Quảng Trị. Với sự tham gia của các khách mời, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Nhật Quang, tỉnh ủy viên, phó ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Trị. Và xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Xuân Anh, phó bí thư thường trực huyện ủy Triệu Phong. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng chương trình ạ. Kính thưa quý vị, và trước khi các khách mời của chương trình cùng bàn về những nét mới cũng như là những kinh nghiệm được rút ra từ đại hội cấp cơ sở tại Quảng Trị, xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự tổng hợp sau đây. Tính đến cuối tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh đã có 350 trên 505 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, đại hội đảng bộ các cấp đã cơ bản hoàn thành tốt, đảm bảo các yêu cầu theo văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy Quảng Trị. Các đại hội đã chủ động hạn chế bề nổi, không bố trí chương trình văn nghệ, tập trung vào công việc cụ thể, nội dung thiết thực, khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nội dung các văn kiện đại hội được đánh giá là được chuẩn bị chu đáo, đi sâu và thực chất. Công tác điều hành đại hội đảm bảo quy trình, quy chế bầu cử trong đảng. Việc điều hành của chủ tịch đoàn suôn sẻ, đạt yêu cầu. Điểm nổi bật là báo cáo chính trị và phương hướng phát triển của các đảng bộ được đưa ra thảo luận tại đại hội, thể hiện tầm nhìn vừa bao quát lại vừa cụ thể, sáng tạo so với quy mô của đảng bộ cơ sở, nhưng lại trúng và đúng với định hướng quy hoạch và phát triển của tỉnh. Thời gian tiến hành tổ chức đại hội đều phù hợp, không kéo dài hơn so với quy định. Công tác hậu cần đảm bảo an toàn được thực hiện chu đáo. Công tác nhân sự các cấp được chuẩn bị kỹ càng, được sự tín nhiệm cao của đại hội, bầu đủ, bầu đúng số lượng, nâng cao chất lượng và cơ bản đạt yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy là nữ. Thành công của đại hội các cấp đã thể hiện sự dân chủ, đoàn kết và niềm tin sâu sắc của đảng viên và nhân dân địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng, giúp các cấp ủy Đảng trong tỉnh có thêm cơ sở và kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc còn lại, đảm bảo đúng quy định và yêu cầu đề ra, tạo tiền đề cho sự thành công của đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và công tác phòng chống đã và đang được tập trung thực hiện trên phạm vi cả nước. Vì vậy, các đại hội, đặc biệt là các đại hội điểm đã có những cách thức tổ chức phù hợp với thực tiễn và qua các đại hội điểm thì đã nổi lên một số nét mới xứng đáng là bài học kinh nghiệm cho các đại hội tiếp theo. Và cụ thể đó là gì? Trước hết xin được hỏi đồng chí Trần Xuân Anh, phó bí thư huyện ủy Triệu Phong ạ. Qua cái quá trình chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thì nổi lên một số cái điểm nổi bật. Thứ nhất là trong cái công tác chuẩn bị nội dung đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, rồi là dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết thì được các cấp cơ sở chuẩn bị hết sức chu đáo, khoa học và đã được các cán bộ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến và đã được đoàn chỉ đạo đại hội duyệt nội dung hết sức kỹ lưỡng và đã được đại hội thảo luận thông qua và có sự đồng thuận rất là cao. Và cái điểm thứ hai nữa là cái công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cũng được thực hiện rất là khoa học thông qua cái năm bước của tái cử và năm bước của lần đầu thì nhân sự trình ra cho ban thường vụ huyện ủy thì cũng đã rõ và cũng đã được ban thường vụ huyện ủy phê duyệt. Như vậy thì là nhân sự trình ra đại hội thì cũng rất là rõ và đến thời điểm này thì có thể khẳng định rằng là công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp cơ sở ở huyện Triệu Phong thì được bầu đúng, bầu đủ và đảm bảo cơ cấu theo phê duyệt của ban thường vụ huyện ủy. Và cái điểm thứ ba nữa đấy là cái công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ tuyên truyền
của đại hội cấp cơ sở lần này thì cũng đã được chú trọng nâng cao. Thông qua đó tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi, niềm tin kỳ vọng vào cái đại hội đảng các cấp của nhiệm kỳ 2020 và 2025. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong, và xin mời đồng chí Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồng chí đánh giá như thế nào về những bài học kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ạ? Thực hiện cái chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch 141 ngày 1 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thì phải nói rằng là trong thời gian qua, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cái tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến nay thì toàn đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã có gần 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội, cao hơn mức bình quân chung của cả nước gần 20%. Trong đó thì có 25 tổ chức cơ sở đảng là đại hội điểm, 3 tổ chức cơ sở đảng là đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư đảng ủy, và 7 tổ chức cơ sở đảng thì vừa đại hội điểm vừa đại hội thí điểm. Thì qua theo dõi thì nhìn chung thì các tổ chức cơ sở đảng trước đại hội đã biết phát huy được cái lợi thế, khắc phục khó khăn, mình dàn đổi mới phương pháp tổ chức, tích cực chuẩn bị nội dung văn kiện và chủ động thực hiện các bước trong quy trình nhân sự. Trong đại hội thì thực hiện tốt các cái nguyên tắc yêu cầu, cơ bản là hoàn thành 4 nội dung và các chương trình mà đại hội đề ra. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản nêu trên thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số cái tồn tại hạn chế. Thì từ cái kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế qua đại hội các tổ chức cơ đảng nhiệm kỳ 2020-2025 thì có thể rút ra 4 cái bài học kinh nghiệm sau đây. Một là phải làm tốt cái công tác quán triệt các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đến từng chi bộ cán bộ đảng viên. Đồng thời cũng phải chủ động cụ thể hóa một số cái nội dung quy định cho sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị. Ngoài ra, nếu thấy cần thiết, cũng cần phải có xây dựng kế hoạch và chủ động tập huấn về nghiệp vụ tổ chức đảng đảng viên, về phương pháp chuẩn bị tổ chức và điều hành đại hội cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ trực đảng của các tổ chức đảng trực thuộc. Trên thực tế thì có một số nội dung mặc dù đã có quy định rồi, song do cái quán triệt tập hợp nó chưa đầy đủ, cho nên khi thực hiện thì lúng túng. Hoặc là một số nội dung ấy, thì thường vụ tỉnh ủy đã ủy quyền cho cấp ủy cấp dưới ban hành, nhưng khi ban hành ấy, thì vẫn chưa sát với thực tiễn, nên gây thêm khó khăn trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Cái bài học kinh nghiệm thứ hai ấy, là cái cấp ủy cấp trên thì phải tập trung để xây dựng tổ chức cơ đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cái tổ chức cơ đảng yếu kém, chỉ đạo các cái tổ chức cơ đảng để trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan theo đúng quy trình, quy định và quy chế bầu cử trong đảng. Đồng thời phải thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, kể cả quần chúng nhân dân để kịp thời giải quyết nhằm tạo sự cái đồng thuận thống nhất về nhận thức và tư tưởng trước khi bước vào đại hội. Cái bài học thứ ba là phải làm tốt cái hai nội dung quan trọng của đại hội. Đó là việc xây dựng, thảo luận và thông qua cái đường lối chính trị mà chúng ta hay gọi tắt là công tác văn kiện, và việc bầu cử cấp ủy để các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng mà chúng ta hay gọi là công tác nhân sự. Bởi vì hai cái nội dung này nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Và đặc biệt hơn là hai nội dung này thì trong nhiệm kỳ này là Trung ương có rất nhiều cái quy định mới nhằm mở rộng hơn nữa dân chủ trong đảng. Cái bài học thứ ba là bài học thứ tư, đó là phải coi trọng và làm tốt cả cái công tác mà nó liên quan đến cái nghi thức, rồi khánh tiết, rồi nghi lễ của đại hội và
cái phương pháp điều hành đại hội. Cụ thể như là phải xây dựng cái kịch bản điều hành đại hội, và khi điều hành thì phải bám sát vào cái kịch bản, song cũng phải linh hoạt để đảm bảo cái chương trình đề ra. Hoặc là cũng phải lựa chọn được những cái người mà có năng lực, có kinh nghiệm để mà cử vào đoàn chủ tịch và phân công vào các cái tổ chức giúp việc của đại hội, nhằm đảm bảo là điều hành các cái nội dung của đại hội diễn ra là nó suôn sẻ và theo đúng cái quy định. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm với chủ đề Nhìn lại đại hội cấp cơ sở tại Quảng Trị. Và như các khách mời vừa chia sẻ thì đại hội cấp cơ sở tại Quảng Trị đã rút kết được những bài học kinh nghiệm hay. Trong đó, do đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cho nên các đại hội cũng đã chủ động hạn chế được bề nổi, không bố trí chương trình văn nghệ, tập trung vào công việc cụ thể, nội dung thiết thực, khoa học và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Và sau đây là một vài ý kiến của các đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân mà chúng tôi ghi nhận được. Đại hội lần này có những điểm khác là phát huy rất là dân chủ trong đại hội. Cũng những đại hội cũng đưa ra các cái nghị quyết rất là sát đúng với tình hình địa phương, như là trong các cái lĩnh vực như là nông nghiệp, xây dựng các cái nông nghiệp định hướng về nông nghiệp đô thị, rồi là xây dựng các mặt đời sống về vật chất và những tinh thần. Thấy rằng tinh thần kết quả đại hội cũng đã bầu ra những người lãnh đạo thấy rằng là cũng rất là sáng suốt và thì cũng thành công trong đại hội. Về nhiệm kỳ sắp tới thì kỳ vọng là sẽ là có một cái sự đổi mới về mặt là và lãnh đạo, tức là thúc đẩy vấn đề phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần cho vấn đề là nâng cao cái đời sống của người dân ngày càng phát triển hơn, cũng như các mặt như lĩnh vực đô thị cũng như là các mặt đời sống của người dân. Khâu chuẩn bị trước đại hội là rất chú đáo, mà người ta đã nói nếu như việc gì mà chúng ta chuẩn bị chú đáo, chuẩn bị tốt thì thắng lợi sẽ đến 50% trước. Và còn 50% các đồng chí trong đại hội đã thành công. Tôi cho rằng đại hội này thành công rất tốt đẹp. Có một cái sau đại hội là tôi thấy đảng viên và nhân dân rất phấn khởi, rất tự hào, chung tay chung sức cùng với đảng bộ xã để rồi làm nên những thành tích, để rồi chào mừng các cấp đại hội của đảng tiến tới đại hội lần thứ 13. Đến đại hội thì thấy không khí là khác hẳn của các cái đại hội trước. Nói chung là từ là khâu chuẩn bị, trang trí khánh tiết và là vệ sinh cũng như là cơ lộng, nói chung là rất là tốt. Hay là trong đại hội thì rất là nghiêm túc. Tôi nói là có một cái là tôi cũng rất là phấn khởi. Một là ăn mang đồng phục nam là phải áo quần đồng phục có cà vạt, nữ là áo dài nghiêm chỉnh. Thứ hai nữa là một cái nét mới là tôi cũng rất thống nhất là tổ chức khi bầu cử thì chia ra là hai nhánh đi lên từ sau lên trước và hai thùng phiếu bỏ và thứ tự đi ra bên trái bên phải. Thì những cái việc đó tổ chức tôi thấy đó là những cái nét mới so với cả cái đại hội trước đây. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe các ý kiến của các cán bộ đảng viên từ các chi bộ cơ sở, và qua đó cho thấy có nhiều cái mới tại đại hội điểm cấp cơ sở đã được chi bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi và tin tưởng. Và bây giờ xin được lắng nghe thêm ý kiến từ các khách mời ạ. Thưa đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong, đồng chí có thể cho biết về tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân sau đợt đại hội cấp cơ sở tại huyện Triệu Phong như thế nào không ạ? Qua quá trình chỉ đạo đại hội ở cấp cơ sở thì chúng tôi nhận thấy là đa số cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều phấn khởi trước những cái thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm vừa qua, đồng thời kỳ vọng vào những cái giải pháp, những cái mục tiêu, nhiệm vụ của 5 năm tới. Cái điểm thứ hai nữa đấy là các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ đảng viên cũng tin tưởng vào cái đội ngũ cấp ủy của nhiệm kỳ mới. Đó là những cán bộ trẻ, cán bộ nữ có đầy đủ năng lực, phẩm chất cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham gia vào cấp ủy. Và cái điểm thứ ba nữa đó là cái
đội ngũ cán bộ đảng viên cũng rất là phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội đảng các cấp lần này. Đó là những ba cái điểm mà chúng tôi rút ra được trong cái kỳ đại hội cấp cơ sở vừa qua. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trần Xuân Anh và xin mời đồng chí Trần Nhật Quang. Đồng chí có thể đánh giá về tình hình tư tưởng của cán bộ nhân dân toàn tỉnh Quảng Trị từ đại hội cấp cơ sở ạ? Thì đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở trong cả nước, cả tỉnh. Được diễn ra trong cái bối cảnh mà đất nước ta, tỉnh ta đã đạt được nhiều cái kết quả và nhiều cái thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Vì thế vai trò của nước ta và niềm tin của nhân dân đối với đảng ta được củng cố và nâng lên. Thì đối với tỉnh ta thì những cái thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh đang mở ra nhiều cái tiền đề, cái cơ hội phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy đối với đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng và đại hội đảng các cấp nói chung thì nhân dân đang rất là quan tâm theo dõi với nhiều cái niềm tin và cái kỳ vọng. Về tình hình tư tưởng của nhân dân qua đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thì đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong trong cái phát biểu vừa rồi thì cũng đã có cái phản ánh đề cập. Qua theo dõi và nắm bắt dư luận xã hội thì chúng tôi thấy là về cơ bản là nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đại đa số ý kiến là đều đánh giá là cái công tác chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy là thực hiện một cách trách nhiệm, nghiêm túc, có tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, cá nhân có liên quan và từng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp. Cái báo cáo kiểm điểm thì thể hiện rõ cái tinh thần từ phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những cái ưu điểm và hạn chế khuyết điểm, rút ra cái bài học kinh nghiệm và đề xuất được một cái số giải pháp để cho cấp ủy khóa mới nghiên cứu khắc phục. Cái công tác nhân sự thì với việc là lần đầu tiên chúng ta thực hiện cái quy trình nhân sự tái cử trước, sau đó mới giới thiệu lên đầu. Cùng với việc là thực hiện cái việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cho nên là tạo được cái sự ủng hộ trong nhân dân. Đặc biệt là nhân dân rất là ủng hộ cái chủ trương là đại hội đảng bộ cấp cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đảng ủy. Vì đây là cái giải pháp để giúp cho đảng viên phát huy cái quyền dân chủ trực tiếp của mình. Song cũng phải nói là nhân dân cũng có những cái băn khoăn về cái chất lượng tham gia vào cái báo cáo chính trị của cấp trên. Rồi là về cái việc là bố trí cái thời gian hợp lý trong đại hội giữa công tác nhân sự và công tác văn kiện. Nhiều nơi thì vẫn nặng về công tác nhân sự. Hoặc là về cái tham luận tại đại hội thì chủ yếu là chuẩn bị cái bài nó có sẵn, nói về thành tích của địa phương đơn vị mình mà chưa đi sâu và dành thời gian thỏa đáng để thảo luận những cái nội dung trong văn kiện mà cấp ủy khóa cũ đã công phu chuẩn bị để trình cho đại hội. Xin cảm ơn đồng chí Trần Nhật Quang ạ. Kính thưa quý vị, và chương trình tọa đàm của chúng tôi sẽ được tiếp tục với một phóng sự sau đây. Sau đại hội thành công ở cơ sở, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị tốt cho đại hội cấp trên. Mỗi cán bộ, đảng viên tại các địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, có những đóng góp nhất định cho đại hội đảng các cấp. Trong đó tiêu biểu là những đóng góp thiết thực, cụ thể và sát với thực tế vào văn kiện đại hội cấp trên. Đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa 19 trình đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Thì qua tổng hợp thì đa số đảng viên tham gia đóng góp nhiều nhất vào các cái nội dung sau. Thứ nhất đó là đảng viên đề nghị cấp trên đảng, đề nghị huyện ủy, đại hội huyện ủy tập trung phát triển toàn diện kinh tế ở cả ba vùng Gò Đồi, Đồng Bằng và ven biển. Thứ hai đó là xây dựng một đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở vững mạnh, vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới ngày càng nâng cao. Thứ ba đó là đẩy mạnh cái công tác
cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao cái đạo đức công vụ, văn hóa công sở đối với đội ngũ cán bộ công chức thực thi các cái nhiệm vụ mà được tổ chức phân công. Đối với việc tham gia dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì đảng viên của Đảng bộ xã Trú Ải tập trung vào hai cái vấn đề chủ yếu sau. Một, đó là tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả thực hiện cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Vấn đề thứ hai mà đảng viên Đảng bộ xã Trú Ải đặc biệt quan tâm, đó là công tác phòng chống tham nhũng mà phải được đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, Đảng bộ xã đã tổ chức đại hội thành công vào hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5 năm 2020. Sự thành công của đại hội đã được huyện ủy và các cơ quan cấp trên đánh giá cao và được cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn khởi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Sau thành công của đại hội lần này, Đảng bộ xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình, xây dựng thương mại, dịch vụ bãi tắm. Đảng bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên. Những ý kiến từ các đảng bộ cơ sở sẽ góp phần tích cực vào sự thành công chung của đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hướng tới đại hội huyện Đảng bộ thì đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự đại hội huyện Đảng bộ với 9 đồng chí. Đoàn đại biểu cũng đã tham mưu cho đảng ủy rồi là tổ chức nhiều cuộc họp để tham gia nghiên cứu đóng góp vào dự thảo chính trị của huyện Đảng bộ cũng như các dự thảo của báo cáo chính trị của cấp trên, chủ yếu xoay quanh các vấn đề là cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh công tác phát triển thương mại dịch vụ, giải quyết việc làm cho giới trẻ, rồi là cái công tác quản lý đất đai và một số lĩnh vực khác liên quan đến tình hình địa phương hiện nay. Với cái quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân Hải An tin tưởng sẽ góp sức mình vào sự thành công của đại hội huyện Đảng bộ cũng như đại hội đảng các cấp. Vâng, kính thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng hiện nay các cấp ủy đảng đang chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Và thưa đồng chí Trần Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong, đồng chí có thể cho biết là kế hoạch đại hội của huyện Triệu Phong hiện nay như thế nào ạ? Sau khi tiếp thu cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và hướng dẫn cho các chi đảng bộ trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị đại hội. Và đến thời điểm này thì đã hoàn thành 30 trên 38 tổ chức cơ sở đảng. Và đối với đảng bộ cấp huyện thì như vậy là đến thời điểm này thì cũng cơ bản đã hoàn thành các công tác chuẩn bị. Đối với công tác chuẩn bị nội dung đại hội thì hiện nay đã hoàn thiện các nội dung để trình đại hội. Thứ hai là công tác nhân sự thì hiện nay Ban Thường vụ Huyện ủy đang tiến hành làm công tác nhân sự đối với các nhân sự tham gia lần đầu. Về cái công tác tổ chức phục vụ thì cũng đang được chuẩn bị một cách hết sức khẩn trương, chú đáo. Và nếu không có gì thay đổi thì theo dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2020, Đảng bộ huyện Triệu Phong sẽ tổ chức đại hội đảng bộ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Trần Xuân Anh. Còn đối với tỉnh ủy Quảng Trị thì sẽ có những cái giải pháp và những cái kế hoạch như thế nào để chuẩn bị cho đại hội trong cái thời gian tới ạ? Xin mời đồng chí Trần Nhật Quang. Cái thực hiện cái chức năng nhiệm vụ được giao thì hiện nay ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để tập trung tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy trong chỉ đạo đại hội đảng các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên mấy cái nhóm nội dung chính như sau. Trước hết là tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các hoạt động trực quan để nhằm tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân hướng về đại hội. Cái thứ hai là đối với các cái tổ chức cơ sở đảng mà đã hoàn thành đại hội thì tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện những cái nội dung gắn với đại hội và ngay sau đại hội. Cụ thể là phải sớm ban hành cái nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội để tránh trường hợp là nghị quyết phải chờ chương trình hành động mới thực hiện được. Rồi phải sớm ban hành cái quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát hàng khóa, thông báo phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên để sớm ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Cái thứ ba là đối với các cái tổ chức cơ sở đảng mà chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc từ kinh nghiệm của các đại hội đã hoàn thành để làm tốt cái công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời phải quan tâm đến các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Rồi phải tập trung chỉ đạo các đảng bộ cấp huyện chuẩn bị và tổ chức đại hội. Thì hiện nay thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo là Đảng bộ thành phố Đông Hà và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổ chức đại hội điểm trong tháng 6 năm 2020 và đầu tháng 7 năm 2020 trước khi chỉ đạo các đảng bộ cấp huyện còn lại để tổ chức đại hội. Và cái ý cuối cùng thì phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt sâu sắc hai cái bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái bài thứ nhất đó là làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng. Và cái thứ hai là một số vấn đề cần lưu tâm trong công tác nhân sự. Phải xác định rằng là sự thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp huyện sẽ tạo cái tiền đề, tạo cái sức lan tỏa và sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Và kính thưa quý vị, với những định hướng và giải pháp của Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị cho đại hội thì hy vọng rằng đại hội đảng bộ các cấp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra được một ban chấp hành mới năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu cụ thể, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị địa phương. Và đến đây, chương trình tọa đàm có chủ đề Nhìn lại đại hội cấp cơ sở tại Quảng Trị cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.